cái này là phải dứt khoát.
Đây cắm dưới này. Đấy, bố có trợ lý quay video rồi đấy. Con dưới. Đây cơ mày, đây. Mai giỏi thế. Rồi con đứng nuôi cho bố nổ máy nè. Bố chờ đi quay video nha. Giật cái này là phải dứt khoát. Nhanh mạnh chính xác thì nó nổ giật vớ vẩn nó rất nổ, nhưng mà do mình chưa bắt lên khung thôi, chưa có cái thế ngoan phết không ạ.